Thưa quý vị, hiện nay thì số lượng các đơn vị đăng ký cấp giấy đi đường đang ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, thành phố Đà Nẵng đang thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, cũng như không để xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc cấp giấy đi đường. Với việc cấp giấy đi đường thông qua hệ thống trực tuyến, cũng như khai thác hiệu quả những tiện ích của công nghệ, giấy đi đường QR code đã đem đến nhiều thuận lợi cho lực lượng chức năng lẫn người dân trong việc xác minh giấy tờ khi lưu thông trên đường phố. Cùng với đó, hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu được quản lý chặt chẽ ngay từ khâu cấp ban đầu, cũng góp phần ngăn chặn tình trạng làm giả hoặc sử dụng giấy đi đường sai mục đích. Bắt đầu từ lúc cấp phát, tức là chúng ta cấp phát là theo đúng cái đối tượng được hoạt động, dựa vào cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và đúng tỷ lệ được hoạt động theo đối tượng hoạt động thì dựa vào tỷ lệ khống chế trên hệ thống 30%, 50%. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng công nghệ là cái giấy đó là cấp cho đúng người và không làm giả được. Tuy nhiên, bên cạnh khai thác ứng dụng công nghệ, vẫn cần sự tham gia chủ động của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phê duyệt các trường hợp cấp giấy để đảm bảo việc cấp giấy đi đường diễn ra thông suốt, đúng người, đúng đối tượng. Đây cũng là vấn đề được Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hết sức chú trọng. Bởi lẽ hiện nay, nhu cầu cấp giấy đi đường đang ngày càng tăng lên. Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, thì việc dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh là điều khó tránh khỏi. Là cái trách nhiệm của các sở ngành và các quận huyện và ủy ban các phường xã trong cái việc cấp giấy và giám sát cái việc đề nghị cấp giấy của doanh nghiệp. Thì tôi đề nghị là các ông chí phải có trách nhiệm và cái việc này là người đứng đầu ở các sở ngành, các quận huyện và các phường xã, các ông chí phải chịu trách nhiệm về cái việc cấp giấy. Tính đến ngày 7 tháng 9, toàn thành phố có hơn 25.000 đơn vị đăng ký cấp giấy đi đường, trong đó có 69% đơn vị được phê duyệt, hơn 10.000 đơn vị bị từ chối cấp giấy đi đường. Ngoài kiểm soát chặt từ khâu cấp và tại các chốt cứng, hiện nay, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra ngẫu nhiên để tránh diễn ra tình trạng lợi dụng giấy đi đường với mục đích khác.